Vào chiều ngày 16 tháng 11, 2020, một thanh niên nghi ngáo đá đi nghênh ngang múa may trên nhiều tuyến đường trong thành phố Nha Trang đã gây hiếu kỳ người đi đường. Thanh niên nghi ngáo đá cởi trần, chỉ mặc độc quần cục, đeo ba lô lủng lẳng trên vai, đi bộ từ đường 2 tháng 4 đến đường Thống Nhất, Nha Trang, vừa đi vừa múa may, nhún nhảy, biểu hiện dấu hiệu không bình thường. Gương mặt thẫn thờ đôi khi trở nên hung dữ, nhiều lúc liên tục chắp tay xá lại các căn nhà hai bên đường. Sự xuất hiện của thanh niên này đã gây hiếu kỳ lẫn sợ hãi cho người đi đường. Nhiều người đã phải chạy xe ra giữa đường để né tránh. Được biết, thời gian qua, trên đường phố Nha Trang cũng đã xuất hiện nhiều người có biểu hiện phê ma túy, trong đó cũng có một số ít bị tâm thần đi lang thang múa may trên đường. Và ngành chức năng thành phố Nha Trang đã mở nhiều đợt ra quân thu gom các đối tượng trên để đưa họ vào các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc bệnh viện tâm thần để chữa trị. Tuy nhiên, cũng có ít người trong số họ đã trốn khỏi nơi tập trung, tiếp tục đi lang thang quậy phá trên đường phố.